tuần sau đám giỗ của mình rồi. Không biết con Tú nó có chịu về không. Nó đã biết mình không phải là cha đẻ của nó rồi. Em xin lỗi vì đã không giấu được con như mình mong muốn. Mình sống không chết thiên, phải phù hộ cho cái tâm của con Tú nó sáng ra nha mình. Nếu không, cả hai mẹ con em đều khổ. Mình có nghe em nói không mình? Vậy hả? Ông đúng là một người cha tồi tệ. Lý, xin lỗi chút nha. Tôi hỏi cái gì? Nó nghe nè, mày có việc gì làm không giới thiệu tao với. Mà sao mày hỏi tao? Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy? Ủa, nhìn mặt tao giống nói giỡn lắm hả? Mày biết sao không? Bởi vì mày á là đệ nhất tự lực cánh sinh nên tao mới hỏi mày chứ bộ. Công việc á thì rất là nhiều, như là tiếp viên hàng không nè, bán cà phê nè, tiếp thị nè, bán hàng theo ca, nhân dân và dân dân. Nhưng mà mất nhiều thời gian, mà đồng lương á cùng lắm chỉ 600.000 một tháng thôi. Trời ơi, ít vậy hả? Sao sống rồi đóng học phí nữa mày? Thì như vậy thôi chứ bộ mày tưởng kiếm tiền dễ lắm hả? Vậy bây giờ mày đang làm cái gì? Tao cũng có một việc làm ở trong bệnh viện. Hả, mày biết không, việc này á chủ yếu là tao phải chăm sóc cho bệnh nhân hấp hối đó mày. Mày dám làm không? Nghe mày nói tao đã thấy run rồi. Thì mới đầu á tao cũng vậy, nhưng mà làm riết rồi quen. Với lại tao thương người bệnh lắm. Mình kiếm tiền, nhưng theo tao nghĩ á mình cũng phải có lương tâm một chút. Gì vậy? Sao tự nhiên nhìn tao? Tao nói thiệt đó. Mỗi ngày á chỉ làm 2 tiếng đồng hồ mà tiền hoa hồng nè, tiền này tiền nọ cũng đủ sống đó nha. Gì? Hoa hồng gì? Thì hoa hồng cho chủ thầu. Trời, làm cái công việc đó mà cũng có hoa hồng rồi này kia nữa hả mày? Đất nào mà đất không có chủ mày? Người ta thầu được á thì cũng phải chung chi với người khác nữa. Luật đời là như vậy mà. Bộ mày không biết hả? Ừ, đúng là tao lơ ngơ thiệt. Ê, giờ mày giới thiệu cho tao làm với nha. Ừ, để tao hỏi cho. Nhưng mà tao có hứa chắc đâu nha. Ừ, tại vì á thời buổi người khôn cũng khó mà, nhiều người cần việc làm lắm. Trời ơi, biết rồi, nhưng mà mày cứ hỏi giùm tao đi, nếu được thì tốt, không thì tao tìm công việc khác. Ok. Vậy nha, bye bye. Ê. Ừ, được rồi, con nói chuyện với nó nha. Nè con, nói chuyện với chú Hưng, để xuống đi. Alo đi con. Alo. Cún ngoan quá, con có khỏe không? Khỏe, sao chú không chịu gọi cho ba con? Chú đã gọi rồi, nhưng mà ba con bận việc chứ có về được. Vì ba không thương con, ba không nhớ con rồi. Không, ba con thương con nhớ con lắm, nhưng mà chưa thể về với con được. Con nhớ ăn ngoan, ngủ ngoan và học cũng ngoan, là nhất định ba con sẽ về với con mà. Con hãy tin chú đi ha. Sao ba không gọi điện thoại cho con? Chú quên. Chú sẽ cho ba con số điện thoại. Nhất định là ba con sẽ gọi về Việt Nam cho con nghe. Chú cho liền đi nha. Ừ, chú biết rồi. Thôi, chú cấp máy để gọi cho ba cô Cún nghe. Dạ. Chết thật, sao mình lại quên chuyện này? Bây giờ phải làm sao đây? Alo. Nè con. Ba hả ba? Ừ, ba đây. Ba nghe chú Hưng nói là con mong ba lắm phải không? Mà sao ba không về với con? Con lớn rồi nè. Ừ, tại ba bận đi làm ăn xa.
như mẹ đã nói với con rồi đó. Nhưng mà ở đâu ba cũng nhớ, cũng thương con trai của ba. Con có nhớ, có thương ba không? Có. Con muốn ba về với con liền à. Được rồi, nhất định ba sẽ về mà. Từ nay ba sẽ thường xuyên gọi điện cho con có chịu không? Ba gọi cho bà ngoại, với má nữa nha ba. Ừ, ba sẽ gọi cho cả ngoại và má con nữa. Thôi, bye con nghe. Bye bye ba. Chị sang để gặp em, nhưng em đi vắng. Chị để lại tiền, em lo ăn uống giữ gìn sức khỏe cho tốt mà ôn thi tốt nghiệp. Hết chị lại cho. Dạo này chị làm ăn khá lắm, em đừng lo. Ngày kia dỗ ba, em nhớ về đó. Chị của em, Lam. Alo. Alo. Ờ, Lý hả? Không sao thì ai. Nè, làm á thì vô làm ngay nha, chiều nay, tại vì người ta đang cần người. Ôi trời, vậy thì tốt quá rồi, tao sẽ đi liền. Ok. Ừ, vậy nha. Bye. Cảm ơn mày. Ủa mày. Chị Nam ơi, bà này là Tú, là bạn học của em. Em nói với chị rồi đó. Chị đã tới Nam và em cho chị. Được rồi, em vào đổi ca cho mọi người xong. Dạ. Rồi em chỉ cho bạn cùng làm nha. Dạ em biết rồi. Chị, để em làm thay cho. Vô đây. Bóp á thì dễ thôi. Nè, cứ làm vậy nè. Nhưng á, phải bóp thật đều và thật hết cỡ, để có được nhiều không khí và phổi người bệnh. Tại vì người ta không tự thở được mà. Nè, làm thử coi. Được rồi đó. Rồi, bây giờ bóp đều và sau thêm tí nữa. Việc này chưa quen là mỏi tay lắm á. Nè, cứ làm đi. Khi nào mỏi quá gọi tao, tao nhờ người đổi cho. Ừ. Hiểu không? Tao biết rồi. Đem làm cho chị. Ông ơi, ông. Gì bà? Có tin vui rồi ông ơi. Cái gì vui? Mọi chuyện tốt hết. Tốt hết ông ơi. Cái gì tốt? Thằng Hương nó mới gọi điện về. Nó kể chuyện với tôi á. Nó giả giọng nói chuyện với thằng Cún. Hai cha con nó nói chuyện với nhau tình cảm lắm ông ơi. Trời ơi, tưởng gì giả giọng với nó nói chuyện mà nhầm nhò gì. Sao không nhầm nhò? Nó phải đi từng bước như vậy á, cho thằng Cún nó mến thằng Hương. Sau này á, thằng Hương nó về á, thì mình nói thiệt tất cả với nó. Như vậy á, thằng Cún nó sẽ dễ chấp nhận hơn là có một ông á, là cha từ trên trời rơi xuống. Phải không? Ừ, bà nói cũng có lý á. Ừ. Mỏi tay rồi phải không? Chị.
để chị làm cho. Ừ, đưa đây. Được rồi. Tao ra nha. Bạn mới đi làm gì này lần đầu hả? Ừ. Chưa ăn thua gì đâu, tối về mới biết tay nhau. Ừ? Cầm đôi đũa lên ăn cơm mà tay còn run lập cập nữa. Ghê vậy hả? Tối về lấy dầu nóng mà xoa, ít ngày sẽ quen. Cảm ơn bạn nhiều nha. Thôi mình đi trước nha. Để kiếm được đồng tiền quả thật không phải dễ mà. Học sao? Hôm nay giỗ ngoại mà. Chú Hưng gọi cho ba con rồi. Ồ, thiệt vậy hả? Ba cũng gọi điện thoại cho con nữa. Ba nói là nhớ con lắm. Ba hứa sẽ về với con. Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Dì Út chúc mừng cho Cún nha. À, đúng rồi, dì Út mua cơm Bio Baby cho Cún đây nè. Mang chúng lớn nha. Ừ, chạy đi. Đi vô. Vô đây với bà ngoại đi. Bà ngoại ơi, dì Út về rồi. Bà ngoại ơi, bà ngoại hết khóc chưa? Khóc đâu mà khóc. Thôi đi vô đây bà ngoại pha sữa cho uống. Đi. Đi con. Má dạ. Vô. Đi con. Đi. Bây giờ thì con đã thật sự hiểu vì sao mỗi lần ba nhìn thấy con, ba lẫm điên lên muốn bóp cổ con chết đi cho rồi. Nhưng mà ba đã không làm như vậy. Ba đã cố dằn lòng, dằn cơn ghen tức của mình và yêu thương con giống như con đẻ của ba. Vậy mà con lại quán hận ba, đã làm ba buồn lòng mấy chừng nào. Tại sao con hư đốn như vậy hả ba? Ba có tha thứ cho con không?